Quá đặc biệt, hấp dẫn quá. Rồi anh ngồi ghế đi, Tường hỗ trợ cho nha. Đây. Rồi mời hai anh chị chúng ta tháo mặt nạ ra. À, anh đặc biệt quá, chắc là em phải hỏi anh trước quá ha. À, rồi sao anh hôm nay có anh giới thiệu lớn to rõ cho chị gái bên này nghe về những thông tin của mình. Trước hết thì anh xin chào ban chương trình. Dạ. Và chào cô Cát Tường. Dạ. Và chào bạn gái bên kia, mình tên là Trần Minh Trung. Sinh năm 1970, trong giấy thì năm 1972. Dạ. Nghề nghiệp thì làm đầu bếp, sinh sống ở tại Thủ Đức, Bình Dương. Quê anh ở đâu? Ở quê thì ở Vĩnh Long. Ồ, quê Vĩnh Long hả? Vậy là cùng với Cát Tường luôn đó. Nhưng mà anh đầu bếp là anh chuyên về... Nói chung về món gì? Các món hết. Hồi trước thì mới vào nghề thì làm ở nhà hàng A La Carte. Rồi sau thì lớn tuổi rồi xin về làm xuất ăn công nghiệp. Thì nấu cho, hiện giờ thì nấu cho bên trại mồ côi. À, giờ nấu cho trại mồ côi. Là mình chỉ chuyên nấu cho ở đó thôi. Chuyên nấu ở đó, nhưng mà tới thứ bảy chủ nhật nếu rảnh thì đi nấu tiệc đám cưới đồ. Dạ, đây mình là theo... Một tuần ngày mình nghỉ được ngày. Mình theo nghề bếp này bao nhiêu năm rồi anh? Dạ, 25 năm rồi. 25 năm? Wow, vậy thì còn món gì nữa mà không biết đúng không? Quá trời luôn. Rồi, được rồi, dạ. Bây giờ tới phiên mình giới thiệu thông tin chị. Em chào ban chương trình, chào chị Cát Tường. Dạ. À, em tên là Nguyễn Thị Kim Thùy. À, em quê em ở Đồng Tháp. Em là nhân viên kế toán. Rồi, miền Tây hết trơn ha. Rồi, Thùy năm nay là sinh năm bao nhiêu? Mình dạ, em sinh năm 1982. 1982. Dạ. Nghe ảnh nói ảnh là đầu bếp 25 năm thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy bởi vì em nấu ăn rất là chưa có được ngon. À, dạ. Nên ảnh 25 năm ảnh có thể nấu em ăn. Sướng à, tự nhiên mình thấy mình sướng ngang không vậy đó ha. Mà nhưng mà đầu bếp, nhưng mà có chịu về mới mốt có chịu nấu phục vụ vợ con hay không? Hay nhiều khi là ra ngoài nấu thôi, về nhà không chịu nấu. Cái đó mình đi phục vụ ở ngoài được thì về nhà phải làm được chứ. Rồi vậy nha. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của anh là gì nè? Điểm mạnh thì mình thích hòa đồng với mọi người và học hỏi, và biết lắng nghe, đam mê với công việc. Dạ. Còn điểm yếu thì cũng có hơi chút nóng tính. Tại cái tính mình kỹ quá, làm thì như trong đồng nghiệp với nhau mà làm mà thấy không có, nó hơi bừa bộn, nó không được sạch sẽ thì mình cũng hay nói. Dạ. Đó là cái nóng tính của mình như vậy. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh em là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là em có nghị lực, làm việc rất là tập trung. Đó cũng là điểm yếu của em. Nhiều khi tập trung quá em cứ bỏ quên đi mọi những cái công việc xung quanh mình đó, mình dễ quên lắm. Ví dụ như những cuộc hẹn hò hoặc là đi chơi gì đó em có thể là em quên đi. Chứ hẹn người yêu đừng quên nha. Không sao em ơi, sau này có anh rồi anh nhắc chừng cho không quên nữa. Hay quá. Em gái tình trường mình sao, mình trải qua mấy mối tình rồi? Em thì thường ở mối tình mà trải qua mà chia tay thì đau khổ này kia, nhưng mà em thì chưa bao giờ đau khổ gì tình yêu nên em chưa mối tình nào. Trời ơi, em chưa mối tình nào. Trời ơi, lý do tại sao? Công việc ổn định, mặt xinh gái, có vấn đề gì mà tại sao mà không có một người nào, không có mối tình ai nào? Cũng hỏi em câu này đó chị. Bây giờ chị hỏi mới quan trọng nè, chị may mối mà. Làm sao? Thì trước kia thì thí dụ như em có nhiều người thích em, hẹn đi ăn, đi uống cà phê đồ này kia. Và ví dụ như em đạt mục tiêu trong công việc của em cao lắm. Ví dụ như vậy thì em có thể là lãng quên. Thí dụ như em cứ khước từ xong rồi, mặc dù là mình cũng thích người đó đó, nhưng mà mình cứ tập trung vào công việc. Trời ơi, và sau phụ nữ mà chi quan trọng sự nghiệp chi dữ vậy. Đàn ông người ta mới cần sự nghiệp, phụ nữ là ta cần mấy ấm gia đình. Sau đó có một người bạn đó lần đó đến mời thiệp cưới em. Tôi nói em á, sao bà cứ để đèn đỏ hoài, tôi thấy bà đèn đỏ hoài, tôi bật đèn xanh và đèn đỏ hoài mà thôi, tôi lấy vợ luôn. Tôi lấy vợ. Rồi có bao giờ mình suy nghĩ về cái điều đó không? Mình nghĩ là mình đã bỏ mất bao nhiêu cơ hội rồi. Trước giờ cũng nhiều mà chị. Đó. Dạ. Mà cơ hội sẽ không đến nhiều lần. Dạ. Thế rồi tình trường của anh sao? Tình trường thì nói chung ra thì mình cũng có gian dở một lần. Dạ hả? Chứ cái tuổi này tôi cũng nghi rồi, sao mà không có nhưng được? Mà nói chung ra thì cũng trục trặc giữa hai bên thôi. À, là do gia đình á hả? Do gia đình, nhưng mà cái duyên mình nghĩ là chắc cái duyên đến đó rồi thì nó không còn duyên nữa. Thì thôi đường ai nấy đi. Hiện nay là cũng được 13 năm. Chia tay 13 năm rồi? 13 năm. Rồi cũng vậy mình có cháu nào không? Dạ. Không có cháu nào hết. Cưới nhau mới chưa được năm. À, cưới nhau chưa được một năm mà đã ly dị rồi, rồi 13 năm nay luôn. Bây giờ cái cô kia có gia đình mới chưa? Chắc rồi chứ ha. Mới có được hơn năm nay. À, thế rồi anh sao mười mấy năm mà không có mối tình? Chung ra thì mười mấy năm qua thì mình cũng có mai mối, người này kia chỉ chọc với tìm hiểu rồi mà nói chung cũng không có đi đến được với nhau.
cũng không có hợp, rồi thành ra lo công việc ở vậy tới giờ luôn. Rồi bây giờ cái hình người mẫu lý tưởng của anh á, cái hình ảnh người mẫu lý tưởng của anh là người anh muốn tìm người như thế nào? Thì người mẫu thì cũng không có đòi hỏi gì quá, nhưng dốc dáng thì chưa như em Cát Tường thì ok. Dạ trời ơi, như em Cát Tường là ok nhưng rồi, tóc giống đó. Dài dài. Tóc dài có luôn, có tóc dài. Thì yêu cầu như vậy, nhưng mà giả sử như có tóc ngắn thì nửa sau này thì mình về mình nó nuôi lại dài, cũng được, đúng không? Cũng không sao. Rồi. Tính tình thì hiền, biết lễ phép với gia đình hai bên hay là với xung quanh mọi người đồ gì đó thì được rồi, chứ cũng không đòi hỏi gì mấy. Rồi, thích phụ nữ truyền thống hay hiện đại, quần áo trang thì phục thích như thế nào? Phụ nữ thì chắc cũng hơi còn chút hiện đại thì hay hơn. Ừ. Anh thích trang phục gì của phụ nữ? Trang phục thì là bận áo dài là thích nhất. Bận áo dài là thích nhất. Quấy thì cũng vẫn được, nhưng mình tùy theo cái trường hợp để mình đi. Theo anh là đi đâu thì mình sẽ bận áo dài? Giả sử như đi đám tiệc hay hội nghị gì đâu gì đó. À, chứ còn đi chơi bình thường thì cũng đâu có cần, đúng không? Đúng rồi. Rồi. Đây còn mình thì sao nè, mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Chúng em mong muốn là có một người bạn là sống có trách nhiệm, công việc ổn định, vui vẻ hòa đồng. Rồi có về ngoại hình thì mong muốn người như thế nào? Chứ ngoại hình là ưa nhìn là được. Không có cái tiêu chí gì hết trơn hả? Dạ không. Cao thấp và tóc tai quần áo hay là cái gì đó? Dạ không, mấy cái đó mình phải chỉnh sửa sao được. Chỉnh sửa sao được? Dạ. Rồi. Như anh lỡ có thấp quá có được không em? Dạ không, những sao? Cái đâu có chỉnh sửa được đâu em. Anh nói như anh thấp quá rồi sao? Có được đó chị, nói chân. Trời ơi. Nói chân. Trời ơi, cô gan quá, nói chân rồi. Để coi coi cô chỉnh sửa như thế nào nha quý vị nha. À, mình có đem hình theo không? Đây, để coi. Đây, em coi coi trong này có anh nào em có thể chỉnh sửa được không? Mình có hình gì không? Cho chị mượn tấm hình. Dạ. Có cho người ta chút gợi ý về mình đi anh, để người ta kiếm. Ở trong đó em nhìn cũng có mấy người lớn lớn tuổi đó đâu em đón. Trời ơi, rồi tấm hình này làm sao mà người ta kiếm được? Em cho người ta cái gợi ý đi, đông quá mà. Hình này lâu quá rồi. Em tóc dài. Trời ơi, ai cô nào cũng tóc dài, kiếm đi. Trong đây tóc dài hơi nhiều quá. Sinh năm 82, mặt hiền. Nói chung mình chọn theo cái cảm xúc của mình cảm đi. Cảm xúc. Dạ, cái linh tính của mình, nên mình thích cô nào mình chỉ đại đi. Không, chỉ đại đi. Cô nào? Cô đó phải không? Lý do sao chọn cô đó? Thì cái cảm giác thấy không phải là tóc dài, nhưng mà cái là cảm giác theo qua cái giọng nói. Trời ơi, qua giọng nói mà đoán được cho 10 cô, lựa ra được một cô. Bên này, anh nào? Sao chọn anh đó? Em nghĩ vậy. Lý do có cái cơ sở gì? Em có cái giác quan thứ 6 sao? Cách đó chương trình gọi cho em là em cũng nằm mơ, em thấy em đi phỏng vấn. À. Nhưng mà tôi nghĩ là ủa, mình đâu có dự tính đổi việc cho mình đi phỏng vấn mà người ship lại là nam. À, trong nằm mơ vậy đó. Mà giờ bộ trong giấc mơ thấy đi gặp anh đó hả? Dạ không phải, cứ như là dốc dáng cũng tự tự vậy. Dạ. Trong giấc mơ là có cái người đàn ông luôn. Dạ. Trời ơi, hay quá, quá xuất sắc. Chắc đó là cái duyên rồi đó em ơi. Trời ơi, bây giờ Thường sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai anh chị test thử xem là cái cảm giác của mình hôm nay như thế nào nha. Trời ơi, cái này ghê à. Mở cửa trái tim. Chào anh. Trời ơi, chị đoán đúng anh luôn nha. Đúng luôn hả? Đoán đúng anh luôn đó nha. Đoán sai hả? Anh là sai chắc rồi. Nhìn kỹ đi, có hoa rất đặc biệt. Cái đó là tự tay anh làm á. Cái này hay là gì bằng không? Cà rốt đúng không chị? Đúng rồi, bằng cà rốt. Em tặng anh. Anh cảm ơn. Cái này là sô-cô-la thể hiện sự ngọt ngào. Anh cảm ơn. Cảm ơn. Mày đặt hỏi người ta rủi anh thấp thì sao nữa, cao vút vậy mà họ thách đố người ta nữa ha. À, còn cái này sao anh, dụng gì đây? Cái này thì anh muốn chứng minh cái tay nghề và cái món ăn của anh. À. Tuy rằng là cái món bánh cuốn á thì nó rất là dễ làm, nhưng mà thường khi thì theo phong tục mọi người làm á, từ miền Tây và miền Trung, miền Bắc rồi họ làm theo bằng cái khuôn để tráng thôi. Còn riêng anh làm ở đây thì anh làm theo cái phong cách của nhà hàng, anh làm bằng cái chảo chống dính. À. Tuy rằng nó không biết là nó có được theo như ý muốn của em không, nhưng mà cái khẩu vị thì anh làm, thì anh mong rằng em sẽ hưởng thức rồi em sẽ cảm nhận được. Được, mỗi ngày có người làm món cho ăn là phải vui rồi đúng không em? Dạ. Rồi. Em gì? Nhìn em gì rồi em dễ ăn lắm. Dễ ăn lắm. Hay là nước mắm của anh làm luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi, thử đi, em thử một miếng coi như thế nào. Mình làm bánh cuốn thì phải làm luôn cả nước mắm. Tại vì bao quan trọng ngon hay không là ở cái nước mắm á. Mà làm cầm nước mắm vô mà. Sớm quá tới giờ rồi nữa. Bánh cuốn mà làm bằng chảo chống dính hả? Sao? Dạ em thấy ngon chị. Trời, mà ăn có chút xíu vậy tao ăn hết nguyên miếng luôn đi cho nó đã.
Rồi. Em phải ăn kèm với miếng chả và miếng rau sống. Ừ, tại em không thích ăn chả. Giống tôi vậy trời, tôi cũng ăn bánh cuốn, nước mắm, dạ, không thích ăn chả. Mà ngon phải không? Dạ. Vừa khẩu vị không? Em thì ăn chắc ngọt hơn, nước mắm ngọt hơn chứ. À, nước mắm ngọt hơn. Miền Tây thì khẩu vị hơi ngọt. Mùi nước mắm nó thơm quá, thôi tôi đói bụng quá rồi. Bây giờ tôi cũng đi kiếm đồ ăn đây. Bây giờ Cát Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một món ăn gọi là chả giò hải sản của nhà hàng Maria Sài Gòn ha. Đây là món ăn rất ấn tượng tại nhà hàng. Món ăn có một cái vị béo đặc trưng, hòa quyện với các loại hải sản ở bên trong. Anh chị vừa ăn uống nhưng mà nhớ là vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại. Rồi, mời hai anh chị ngon miệng. Cảm ơn chị. Lần đầu tiên em gặp anh em thấy như thế nào? Thì trong em thấy anh cũng được. Anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như ngoài cái sự tưởng tượng của anh. Dạ, vậy anh tưởng tượng em sao? Em rất là xinh. Vậy là anh tưởng tượng xấu lắm hả? Không phải là tưởng tượng xấu mà cũng như là mình cái cảm nhận của mình á. Em ở gia đình được mấy người anh em? Em có mình em với lại bé gái. Em gái, mà em gái em có gia đình rồi anh. Vì hai bác cũng vẫn khỏe. Dạ. Anh thì có 6 chị em, nhưng mà có gia đình hết rồi. Có chị hai thì không chịu lập gia đình. Dạ. Thì chị hai vẫn còn ở vậy. Anh thì cha mất nay 4 mấy năm. Còn dạ, chỉ có mẹ thôi. Dạ. Mẹ thì ở dưới quê. Ủa, quê anh ở huyện nào anh? Anh ở huyện Bình Tân. À, Bình Tân. Có về Đồng Tháp cũng gần. Dạ. Rồi theo như em thì nếu mà thời gian, nếu mà mình có duyên với nhau thì mình bao lâu mới tính tới chuyện hôn nhân được? Cái này thời gian em cũng không có định trước đâu anh. Thì tới lúc nào nó được là mình cứ tới thôi. Rồi sao? Quan điểm anh cũng vậy. Nếu mà tại trong cái tình yêu mà nó cảm thấy đủ lớn thì mình cứ dạ, cứ tính tới hôn nhân. Mà em thấy anh tướng tốt lắm đó nha, cao ráo nha, lỗ tai rất là phúc hậu nha. Rồi giờ đi làm việc thiện nguyện nữa là em thấy trước tiên thấy là sơ bộ là thấy ok rồi đó. Còn đi sâu xa hơn nữa là phải tùy hai người tìm hiểu, chứ cái này mình cũng một lần gặp mặt thì mình cũng khó có thể nói hết được mọi thứ lắm. Theo như anh, cái quan điểm trong hôn nhân, tình yêu, gia đình thì cái quan điểm của anh, cái gì là quan trọng nhất để mà giữ một cái... Vì anh cũng đã từng gãy đổ một lần rồi đó, mình kinh nghiệm hơn bên đây. Vì theo như anh là cách nào để giữ cho cái tình yêu nó bền vững? Theo như anh thì cái tình yêu thì luôn luôn lúc nào là mình cũng phải tin tưởng với nhau và chung thủy. Đó là cái quan niệm của anh là như vậy. Nếu mà đã không chấp nhận đến với nhau thì thôi, còn chấp nhận đến với nhau thì phải chung thủy và thật lòng với nhau. Và theo như em cho anh hỏi, như công việc của anh như vậy, sau này giả sử như đi làm mà sớm về muộn thì em thấy như thế nào? Em thì em sống độc lập lắm, thì đó là công việc của anh thôi. Thì anh cứ sắp xếp mình, nhưng mà đi làm nha, chứ đừng đi việc. Đó, quan trọng thì anh mới vừa nói rồi, mà giả sử như cái gì thì mình phải nói rõ chứ không, anh không chịu. Ví dụ anh đi sớm là sớm, là sớm nhiêu mà về muộn như là muộn nhiêu. Như công việc của người đầu bếp á, thì nói chung ra anh làm bên đây á, thì công ty á, thì cho là 7 giờ rưỡi làm, chiều 4 rưỡi về, đi theo giờ hành chánh. Ừ. Nhưng mà tự nhiên mình vô mình nấu ở trong trung tâm á, rồi thấy cảm nhận thấy các bé thấy thương lắm. Rồi các bé mà 6 giờ thì các bé đã ăn sáng rồi, mà bỏ cho mấy cô bảo mẫu nấu thì mình thấy cũng làm thì thấy cũng tội. Ừ. Thành ra sáng sớm thì nói chung là hay đi sớm lắm. Sớm là mấy giờ đi? Mà có bữa đi 4 rưỡi, có bữa 5 giờ. Để mà nấu cái cửa ăn sáng để luôn. Mình làm cái bữa sáng đó. Ừ. Bữa nào mà các bé ăn bánh mì, sữa thì mình đi hơi trễ lại. Đó. Còn tối hôm chiều mấy giờ về? Chiều cũng... thì các bé ăn ở trong đó giờ muộn nhất thì 7 giờ mấy các bé mới ăn xong. Ừ. Thì nói chung ra thì chiều thì ít khi nào nở tới 7 giờ mấy. À, chiều đâu có muộn gì đâu. 5 giờ mấy, 6 giờ là mình đã về. Đúng rồi. Đó. Chia sớm nhau, chia đồ ăn xong. Nãy giờ mình nghe mình tưởng ông nấu ăn gì chứ khuya nha. Khuya. Không, cái khuya là tại chưa nói hết, là cũng như có tiệc á. Đi tiệc thôi, đúng không? Lâu lâu mới có tiệc. Tiệc cưới là vô mùa thì đi nấu tiệc cưới đầu thêm á. Thì mới về có tiền là được hết, lấy nhau về thì cải thiện cuộc sống. Rồi bây giờ anh Tường có những cái lá thăm, hai anh chị hãy bóc những cái lá thăm trong này rồi mình đọc lớn lên, rồi mình thực hiện hay mình chia sẻ cho nó vui và mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn nha. Dạ. Rồi bạn gái đọc trước đi. Rồi mời em đọc lớn lên nhìn Tường. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức khỏe bằng một hành động bất kỳ. Trời đất, đúng rồi, đầu bếp có biết khỏe không? Đầu bếp biết có khỏe không? Yeah. Đúng không? Yeah. Rồi đó, một hành động bất kỳ anh muốn làm gì để em thể hiện. Cao thấy có cao rồi đó. Nấu ăn thấy có ngon rồi đó. Mà khỏe không? Khỏe thì có khỏe mà giờ đã
Sao em có gợi ý gì cho anh không? Vậy em muốn anh làm gì? Anh thử hít đất thử. Hít đất nói thì hơi khó thì cho anh bế em lên để chụp tấm hình. Trời ơi, ổng khôn hết sợ luôn vậy đó. Em bự mà em nặng. Em nặng lắm thôi. Vậy bây giờ mới cho ông thử ông nhắc lên cái coi nổi không? Thôi chị nặng lắm chị. Em té. Sao té được? Anh thử hít đất trước đi, em mới tự tin rồi mới đó, bây giờ phải hít nổi người ta mới cho ẩm chứ. Giờ không hít sao ta dám cho ẩm? Ông này dám nói giờ chưa bao giờ hít đất luôn lắm nè. Có thiệt gì luôn á? Thiệt luôn hả? Thiệt. Bây giờ hít thử 5 cái thôi, thử coi không lẽ nào không nổi. Lỡ hít không không được thì mày đừng có cười. Thì người ta biết mình yếu có gì đâu. Không biết làm sao đây. Đó vậy đó, 1 cái. Đó đúng rồi, 2 cái. 3 cái. 4 cái được chứ, 5 cái rồi. Được dư sức hả chị ha? Dư sức à. Trời ơi, mặt đỏ hết trơn hết trọi rồi nè. Rồi giờ có còn muốn ẩm nữa không hay là hết sức rồi? Nếu cho phép thì có. Nếu cho phép thì có. Bây giờ nãy em hứa rồi, em nói là ảnh có sức rồi mới cho ảnh ẩm. Bây giờ em phải cho anh ẩm lên cái chụp hình chứ. Mời anh bước qua bên đây. Đứng lên đi cưng, để cho anh ẩm lên cái nè. Kỳ đi. Kỳ gì, hay là lên phía trước đi, đừng em dưới cái ghế. Người ta đã có anh đỡ không sao. Người ta hít đất 5 cái được rồi mà. Rồi, nhớ canh chụp cho ảnh tấm hình đẹp đẹp làm kỷ niệm nha. Cho anh. Rồi đúng rồi, ảnh vậy đó, đúng rồi. Buông cái ghế ra đi, đừng có cầm. Buông cái ghế ra chứ. Em cầm, em nhìn cái ghế lên ta. Cười quá. Anh vé được. Sao mà té được. Cái tay này tròn qua đây nè. Rồi, em phải thả lỏng ra. Rồi, vậy là nó mới lên được. Trời ơi, quá xuất sắc luôn. Đẹp chưa? Rồi, chưa? Ok, hợp lý. Rồi, được rồi. Nãy giờ hơi hành hạ bạn trai tôi quá nha. Tới anh, đọc lên lớn lên đi anh. Yêu cầu bạn nữ nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Thở quá trời. Quá hợp lý, qua nắm tay hát tặng anh bài. Nói chung cái bài này là mỗi buổi chiều hát với mấy bé. Hát câu cũng được. Cũng được nữa. Nắm tay ảnh đi nè. Rồi. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Chờ hết rồi chị. Ủa mà câu cuối đi. La 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 la. Trời ơi, xa là nhớ, gặp nhau là cười. Ủa, em quên. Gặp nhau là cười luôn đi. Xa là nhớ, gặp nhau là cười. Mặc dù cái này không phải hát mà cũng phải đọc thơ. Cũng là một cái nhưng mà cái nó có ý nghĩa. Đúng rồi. Biết đâu cô gửi gắm với anh cái thông tin mốt chúng ta là cả một gia đình. À. Đúng không? Rồi mời anh chị về chỗ. Thật sự hôm nay Tường cũng rất là vui đó. Bản thân cá nhân Tường thì thấy là cũng tương đối là phù hợp. Còn được hay không là phải do hai người cùng phấn đấu và tìm hiểu với cho nhau cái cơ hội. Thì đến đây thời gian cũng ngắn ngủi nhưng mà mình cũng là một cái duyên gặp thôi. Bây giờ là cái phút quan trọng. Cái nút bấm này á là nút bấm để mà kết đôi. Nếu như anh chị thấy nãy giờ cái đối phương có thể là một nửa mà mình tìm kiếm thì mình phải dành cái cơ hội cho nhau. Rồi mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các tường á, nếu như anh chị đồng ý thì anh chị nhấn mạnh xuống cái nút đó. Còn nếu anh chị không đồng ý thì anh chị lấy tay ra nha. Rồi mời hai anh chị nhắm trước mắt lại. Trước khi bấm nút thì cho anh nói. Cho anh nói một câu là anh với em đến đây là cũng là một cái duyên. Dạ. Thì cái chương trình này thì anh đăng ký đã lâu rồi. Thì giờ anh mong muốn lần này thì đến đây thì anh đã gặp em được vậy là cũng là cái duyên. Có thể là mình cho nhau cơ hội và để đi xa hơn. Rồi, mời hai anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Nhấn chưa? Nhấn rồi. Mạnh vô. Cây vậy? Trời ơi đó. Mạnh đó. Đó. Làm người ta hồi hộp quá à. Được rồi, mời hai anh chị về đứng một phía bên này ạ. Rồi, nắm tay nhau đi anh chị. Bây giờ là nắm tay thật sự nha. Và để kỷ niệm cho ngày đầu tiên hai anh chị gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa, mời hai anh chị dành cho nhau một nụ hôn để kỷ niệm ngày hôm nay. Anh xin phép được không em? Ừ, em nghe bên chương trình rõ không? Em nghe rõ chị ơi.
Ừ, ok. Ok, ở đây thì sẽ có hai biên tập của chương trình và các bạn sản xuất thôi. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về bản thân em trước ha. Họ tên, vâng, tuổi, quê quán và công việc hiện tại của em là gì nha. Vâng. Em chào chương trình, em xin tự giới thiệu, em tên là Minh Trí. Em sinh năm 91 ở Hải Dương. Công việc hiện tại của em đang là nhân viên văn phòng cho một công ty về chủ đầu tư bất động sản khu công nghiệp. Là em làm ở ngoài Hải Dương hả Trí? Vâng, công ty em thì có hai nơi, một là ở Hải Dương và hai ở Bắc Ninh. Thì hiện tại là em đang làm ở Bắc Ninh và sáng đi tối về ở Hải Dương. Thế thì chương trình quay ở thành phố Hồ Chí Minh đó, em có vào tham gia được không? Thực ra thì cái đấy em cũng không ngại. Tuy nhiên là cái mà em thì không biết là có tìm được người phù hợp hay không. Đấy, khi nào có người phù hợp thì chương trình sẽ báo để em sắp xếp em vào ha. Rồi bây giờ Trí chia sẻ về bản thân em trước đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào ha. Nói về bản thân mình trước á. Vâng. Thực ra thì em nói về điểm mạnh trước nha. Điểm mạnh thì em cũng tự nhận thấy thôi. Chứ còn cũng không biết mọi người đánh giá về mình thế nào, nhưng mà em tự nhận thấy thì em là một người có thể nói là cũng có một chút nhẹ nhàng. Thứ hai là cũng có một chút chín chắn, bởi vì em cũng trải qua một số cái sự việc rồi, nên là mình cũng có suy nghĩ, với lại mình tầm tuổi này là mình cũng chín chắn rồi, nên là mình cũng có một chút suy nghĩ chín chắn đó. Thì đó là cái điểm mạnh của em. Rồi tiếp đi. Rồi điểm yếu thì để được cái sự chín chắn như ngày hôm nay đấy thì em đã trải qua rất là nhiều điểm yếu rồi. Vì mình cũng đã trải qua rất là nhiều va vấp trong cuộc đời. Như ngày xưa thì mình cũng nói chung là cũng hư hỏng nhiều lắm để được đúc rút kinh nghiệm như ngày hôm nay. Đấy, đó là cái điểm yếu. Thứ nữa là cụ thể hơn thì điểm yếu mình có thể là đôi khi là mình cũng không quá nhiều, nhưng mà cũng có chút một chút hơi nóng tính, cũng không quá không không có quá nhiều đâu đó. Đấy, thứ hai là điểm yếu của bản thân của em là sự kiên trì của em nó cũng cũng là đó thôi. Nói chung là không có kiên trì. Rồi em có những cái tật xấu gì không? Có hút thuốc nhậu nhẹt gì không? Em không có hút thuốc, không nhậu nhẹt. Có chơi game. Rồi nhậu nhẹt, có chơi game. Ok, trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi Trí? Trước giờ em được 2 mối tình rồi chị ạ. Rồi yêu bao lâu sao mà chia tay ha? Chia sẻ cho chị nghe nha. Mối tình đầu tiên thì em từ năm 2012. Thì mối tình đó là ngày trước ấy, thì do là em học đại học nhưng mà em bỏ dở giữa chừng, nên là khi mà yêu bạn này thì em không dám nói cho bạn này biết, bởi vì em sợ là khi mà nói cho người ta biết thì bởi vì em yêu bạn ấy rất là nhiều, nên là khi mà em sợ là khi mà nói cho người ta biết ấy thì người ta sẽ không còn yêu mình như lúc đầu nữa, nên là em giấu bạn ấy. Mà khi mà giấu bạn ấy như thế thì mình cảm giác là rất là áy náy, bởi vì mình cảm giác là mình đang giấu giếm, nói dối người ta, mình rất là áy náy, nên là khi mà đi chơi cùng bạn đấy thì em không được tự nhiên. Con gái tinh tế thì người ta cảm thấy là mình có gì đó nó không tự nhiên, nó không được thoải mái, thì người ta nghĩ là đấy nó không phải là tình yêu, thế nên là bạn ấy đã từ chối tình cảm của em, thì cái đấy cũng rất là buồn. Là bao lâu rồi em không quen ai? Đấy là cuộc tình thứ nhất là từ năm 2012. Thì em có chờ bạn đến năm 2016 thì bạn ấy đến đấy chồng mất. Đây là cuộc tình thứ nhất. Cuộc tình thứ hai thì chia tay được, yêu được 1 năm và chia tay đấy cách đây được khoảng gần 3 năm rồi. Thì cái đấy thì nó, cái cuộc tình này thì nó lại là chỉ đơn giản là không hợp tính của nhau thôi.
không hợp tính của nhau, nên là khi mà em nghĩ về việc này em đi hướng A thì bạn ấy lại đi hướng B đó. Mà em thì luôn luôn cố gắng, tức là em luôn cố gắng để làm sao là uốn mình, để uốn mình theo để cho nó hợp với bạn đấy, để cho hai người có một điểm chung ấy. Nhưng mà uốn mãi cũng không thể nào mà cái gì mình cũng uốn được, cái sự cách biệt đấy nó nhiều quá, gần như là mình cũng không không gắn lại được ấy, nên là cuối cùng vẫn phải chia tay. Rồi. À, có nghĩa là em bao lâu rồi em không quen ai? Đến đây cũng phải gần 3 năm rồi chị ạ. Gần 3 năm không quen ai. Vậy thì bây giờ là em muốn quen một cô gái như thế nào để phù hợp, để tránh như bị hai cái mối tình trước á? Cái này thì cũng hơi khó nha, bởi vì em hơi Rồi, em nói những cái em kén ra đi. kén nha. Đầu tiên nhá, về ngoại hình nha, thì em thích một cô cao tầm khoảng 1m62, 63 trở lên, Em tóc cao mét dài. nhiêu? Em cao 1m bao em nhiêu? cao mét em cao mét 72 chị ạ. Rồi, 1m72. Phải là bạn gái trên 1m6 mới được hả? Xem 1m6 được không? Tầm đấy đổ lên chị ạ. Bạn gái cao tầm 1m6 ha. Rồi con Vâng. gái người ta còn mang mang guốc, mang ơ đồ lên nữa đó. Ok. Thứ hai là có mái tóc dài, em thích con gái tóc dài. Dài tới đâu em? Con là ngang vai, qua ngang vai. Thực ra con Ừ. cái đấy thì mình thích thôi, sở thích của mình thôi. Chứ còn người ta thì có thể để dài mà. Nhưng mà nếu mà người ta dài rồi thì nó sẽ hay hơn, bởi vì cái đấy Ok, cũng phản cái ánh này một em phần đưa tính cách ra của họ. đưa ra tiêu chuẩn thôi, em khỏi cần giải thích ha. Tóc dài cụ thể cho chị dài tới đâu? Dài tới lưng, dài tới mông, dài tới chân. Đó, cụ thể cho chị để chị tìm. Tiếp. Khuôn mặt dễ nhìn và răng không hô. Giờ răng hô người ta niềng răng rồi được không? Cái đấy mình người ta liền rồi thì mình hết được. Rồi, gì nữa em? Về thôi, ngoại hình thì em chỉ cần như vậy thôi. Còn về tính cách thì điều đầu tiên về tính cách thì em thích một cô gái lòng nhân hậu, đây là điều cơ bản nhất. Rồi tuổi tác vùng miền cô này thì như thế nào? Em có yêu xa được hay là không? Tuổi tác thì em thì hợp với lại 95 với 98 ấy, nhưng mà được tuổi đấy thì tốt, còn không được thì cũng không sao, vẫn tránh từ tuổi 2000, tránh tuổi 2000 trở đi là được. Điểm thứ hai là nãy em nói đầu tiên là phải có lòng nhân hậu này, thứ hai là tính cách nhẹ nhàng, em thích người con gái nhẹ nhàng. Em yêu xa được không? Bạn gái đang ở thành phố Hồ Chí Minh được không? Được được ạ, miễn là bạn ấy đồng ý, còn em con trai em đâu có lo gì đâu. Rồi, yêu xa được. Được. Ok, còn yêu Tính cách cầu nhẹ gì nữa nhàng không? này, tốn, và một cái cũng tương đối là quan trọng là bạn ấy có một chút về cảm nhận về âm nhạc, biết biết chơi nhạc cụ, và một nhạc cụ nào nào đó, ví dụ như là piano, guitar, sáo và đàn tranh, một loại nào cũng được. Em có tài lẻ năng khiếu gì về nghệ thuật không Trí? Em thì em chỉ hát được thôi, nhưng em rất thích là nghe đàn, em cũng mong muốn một người bạn gái có thể được. Rồi ok. Thế thì trước khi mà kết thúc cái casting của mình đó, thì em hát một đoạn ngắn cho chị nghe đi. Vâng, thế em hát bài Lãng quên chiều thu nha. Một mùa thu đã qua rồi, em đâu hay biết thu tàn, và lòng còn đắm say vui với ai. Có những lúc anh ước mơ, mơ đôi chúng ta không rời, trong cơn say em vội vàng đã lãng quên. Và rồi em đã quên đi câu nói hôm nào, nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như đã rơi.
Liệu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia lăng ấm và lãng quên chiều thu. Ừ rồi, ok, cảm ơn em. Hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi ha. Nếu mà mình được chọn cũng như là có cái người phù hợp thì chương trình sẽ liên lạc. Dạ, em tên là Phan Công Danh. Em làm, hiện tại em đang làm âm thanh nhạc sống, làm cơ sở cửa sắt, quê ở Long An. Cơ sở cửa sắt chị? Dạ, cơ sở nhỏ thôi chị, không phải kinh doanh, đó là cơ sở nhỏ thôi. Dạ. Dạ, hiện tại thì em đang làm bên âm thanh nhạc sống, với lại em đang làm cơ sở cửa sắt ở tại nhà luôn, ở Long An đó chị. Dạ. Dạ, em trong giấy thì sinh năm 90, còn tuổi ngoài là sinh năm 88 chị. Dạ. Sao chứ chị? Dạ cũng được chút chút. Dạ không, điểm mạnh của em là ca hát thôi chị. Em gửi chị một câu vọng cổ đi ha. Nếu đã thương nhau thì em ơi xin đừng hờn ghen bóng gió. Anh kiếp phong sương rày đầy mây đau chiến sợ gây gót dài mòn cũ, và tình em là nhịp hạ tim anh trong những lúc cô đơn. Khi chúng ta miên trăng vàng soi bóng ôm chiếc ba lô ngỡ người vợ trẻ nơi chốn phòng quê chờ đợi bóng anh về. Dạ, cảm ơn. Dạ tại vì em thấy chương trình này em cũng có coi trên mạng nhiều, em thấy nó cũng có ý nghĩa, cũng hay, cho nên em mới tham gia. Dạ em hồi đó giờ mối tình thì chưa có trải qua mối tình nào hết, chỉ có quen anh em bạn bè thì nhiều thôi, chứ còn yêu đương thật sự thì em cũng chưa xác định. Có nghĩa là mình, có nghĩa là em chỉ quen rồi trước là xem như bạn bè, là tính đi xa hơn nữa mà thấy không hợp cho nên em không có chưa yêu được. Dạ đúng rồi. Dạ chưa chị. Dạ chỉ có tìm hiểu qua đối thoại với qua điện thoại là thấy không hợp là thôi, chứ chưa có nghĩ tới cái đó xa hơn. Dạ. Dạ tại vì em công việc em làm là chỉ là công việc thôi, không có lẫn lộn chuyện tình cảm trong đó, cho nên em không có nghĩ tới, em không có nghĩa là công việc ra công việc còn tình cảm ra tình cảm á. Chứ công việc của em thì tiếp xúc va chạm rất là nhiều, nhưng mà em muốn làm cho trọn vẹn công việc của mình. Dạ. Dạ cũng có chọc ghẹo, nhưng mà rồi họ chỉ đùa giỡn thôi, chứ chuyện yêu đương xa thì chưa. Chỉ có tôi qua tình cảm anh em thôi, không anh em đồng nghiệp thôi. Em thì chỉ nhờ chương trình đến đó là em chỉ muốn kiếm một người nào đó cùng chia sẻ đến
cái cuộc sống của em hiện tại với lại về sau này thôi chị à. Dạ, thu nhập của em thì nếu mà làm bên âm thanh nhạc sống thì một tháng khoảng tầm 1-20 triệu gì đó à. Còn bên cửa sắt của em, cơ sở cửa sắt của em thì nó cũng vô chừng lắm, nó cũng 5-10 triệu, 1-20 triệu, nó cũng không ổn định mấy. Dạ cũng ổn. Dạ em có nhà riêng. Em có nhà riêng, hiện tại cơ sở em cũng có nhà riêng em đó chị. Cũng đủ đủ sống rồi chị. Em chỉ muốn bạn đó tìm bạn gái mình hay mình dây chút xíu. Dạ đừng có dưới 1,5 là được. Chỉ như đó thôi chị. Dạ. Dạ em không thích mặt. Dạ ốm thôi chị. Dạ thà ốm nhất cũng được. Cả chừng 1,5 trở lên là được hả chị? Em cao 1m74. Dạ. Từ cả từ 18 đến 30 thôi chị. Dạ. Dạ, em thấy ở đó cũng làm cũng đủ tuổi rồi mà. Dạ được, chênh lệch 5-7 tuổi không sao chị. Em nghĩ chắc là đó trở lại đi chứ nó hơi cao. Dạ. Dạ được. Dạ được. Dạ. Dù em người người Nam đây chị, tại vì em cũng không thích người Bắc. Dạ không phải là kỳ thị nhưng mà tại vì người Bắc nói chuyện em có nghe cho nên em không thể tiếp xúc nhiều với người Bắc được chứ không phải làm kỳ thị. Dạ. Dạ nếu mà càng gần càng tốt. Dạ được, em đi được. Không quan trọng, em không quan trọng cái chuyện thu nhập của bạn gái đâu chị. Dạ. Dạ. Nói tóm lại là bạn gái làm gì cũng được nhưng mà em cũng không quan tâm đến chuyện thu nhập của bạn gái đâu chị. Tại vì có thể em có thể lo được. Dạ. Yeah.